Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp với du lịch sinh thái tại đảo Hòn Rùa do công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư. Lý do thu hồi là nhà đầu tư đã vi phạm điều 48 luật đầu tư. Cụ thể là dự án đầu tư bị tạm ngưng hoạt động để nhà đầu tư khắc phục sai phạm, nhưng đơn vị đã không có khả năng khắc phục. Nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, chúng tôi đã phản ánh dự án Hòn Rùa được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2013, cấp giấy phép xây dựng hồi tháng 8 năm 2016. Vào đầu tháng 10 năm 2017, báo chí các cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình thi công dự án Hòn Rùa, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Hòn Rùa đã lấp lấn vịnh Nha Trang trái phép, đào phá tan hoang đảo Hòn Rùa. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt hành chính đối với công ty Hòn Rùa là 175 triệu đồng, đồng thời buộc chủ đầu tư chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, khôi phục nguyên trạng trước ngày 6 tháng 11 năm 2017. Tuy nhiên, chủ đầu tư không khắc phục sai phạm. Đến tháng 6 năm 2018, Thanh tra Sở Xây dựng buộc chủ đầu tư ngừng thi công các công trình vi phạm.